Bóng đá hôm nay 13 tháng 7, Atletico Madrid tuyên bố Barcelona trả thiếu tiền mua Griezmann. MU được khuyên thay Romelu Lukaku bằng Diego Costa. Báo Hàn tiết lộ lý do huấn luyện viên Park Hang-seo hoãn đàm phán hợp đồng với VFF. Đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Atletico Madrid tuyên bố Barcelona trả thiếu tiền mua Griezmann. Barcelona xác nhận rằng họ đã chiêu mộ thành công tiền đạo Antoine Griezmann từ Atletico Madrid với giá 120 triệu euro. Tuy nhiên, Atletico Madrid cho rằng đội bóng xứ Catalonia đã trả thiếu tiền mua tiền đạo người Pháp. Đội bóng thủ đô Madrid thậm chí sắp khởi kiện Barcelona vì điều này. Được biết, Antoine Griezmann đã ký gửi số tiền trị giá 120 triệu euro ở trụ sở ban tổ chức La Liga để đơn phương chấm dứt hợp đồng của mình với Atletico Madrid. Sau đó, Barca thông báo Griezmann đã trở thành cầu thủ của mình. Mặc dù vậy, Atletico Madrid đã phản đòn khi cho rằng 120 triệu euro là không đủ để giải phóng Griezmann. Mức phí giải phóng hợp đồng của Griezmann vốn là 200 triệu euro và kể từ tháng 7 năm nay, nó chỉ còn 120 triệu euro. Phía Atletico Madrid lập luận rằng, số tiền đã ký gửi là không đủ để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Griezmann, bởi rõ ràng Barca đã đạt thỏa thuận với cầu thủ này trước khi mức phí của anh ấy giảm từ 200 triệu euro xuống còn 120 triệu euro. Atletico Madrid tin rằng hợp đồng của Griezmann đã bị phá vỡ vào cuối mùa giải trước, trên cơ sở các sự kiện, hành động và tuyên bố của cầu thủ. Do vậy, câu lạc bộ đã bắt đầu các thủ tục tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, Atletico Madrid tuyên bố. Báo Hàn tiết lộ lý do huấn luyện viên Park Hang-seo hoãn đàm phán hợp đồng với VFF. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã hoãn việc đàm phán hợp đồng với VFF. Lý do được vị chiến lược gia 60 tuổi đưa ra chính là ông muốn toàn tâm toàn ý tập trung cho hai mục tiêu vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30. Trước đó, người đại diện huấn luyện viên Park Hang-seo, Lee Dong-jun, mới chỉ làm việc với VFF một lần duy nhất ngày 26 tháng 6. Tuy nhiên, theo báo chí Hàn Quốc, việc huấn luyện viên Park tạm hoãn việc đàm phán hợp đồng với VFF còn vì lý do khác. Đó là bởi ông cảm thấy không hài lòng vì những thông tin tràn lan ở Việt Nam về mức lương của mình trong bản hợp đồng mới. Huấn luyện viên Hàn Quốc phủ nhận việc mình đòi mức lương 1 tỷ Việt Nam đồng trên tháng. Tờ Joy Hàn Quốc đã trích dẫn phát biểu của huấn luyện viên Park và cho biết ông lo ngại những thông tin trên sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ của mình và VFF, cũng như tác động tiêu cực tới màn trình diễn của tuyển Việt Nam. Công ty đại diện của huấn luyện viên Park Hang-seo, DGMDG Management, xác nhận rằng họ sẽ quay trở lại đàm phán với VFF vào tháng 10 năm nay về hợp đồng của huấn luyện viên Hàn Quốc. MU được khuyên mua Diego Costa để thay thế Lukaku. Cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh Sam Allardyce cho biết MU nên chiêu mộ tiền đạo Diego Costa để thay thế cho Romelu Lukaku. Chân sút đã được liên hệ gia nhập câu lạc bộ Inter Milan trong mùa hè này. Diego Costa được cho là có thể rời Atletico Madrid vào hè 2019 sau khi gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính ở mùa giải trước. Chân sút người Tây Ban Nha đã cùng Chelsea giành hai chức vô địch Premier League trước khi trở lại Atletico Madrid. Mùa giải trước, Costa chỉ ghi được 4 bàn trong 19 lần ra sân cho Atletico Madrid. Tôi nghĩ Diego Costa sẽ là miếng ghép hoàn hảo cho MU trong trường hợp họ chia tay Lukaku. Theo báo chí thì người đại diện của Inter Milan đã ngỏ lời với MU về Lukaku. Nếu bạn là huấn luyện viên của MU, bạn có bán Lukaku không? Không, trừ khi tôi có được Diego Costa, huấn luyện viên Sam Allardyce phát biểu. Juventus ngừng theo đuổi Pogba. Theo tờ Miro Anh, Juventus đã không còn quan tâm tới Paul Pogba nữa sau khi MU hét giá 150 triệu bảng cho cầu thủ người Pháp. Mặc dù Juventus rất muốn đưa Pogba trở lại Italy sau khi người đại diện của cầu thủ này, Mino Raiola, tuyên bố tiền vệ người Pháp muốn ra đi trong mùa hè này. Thế nhưng mức giá 150 triệu bảng là quá sức với Juventus. Juventus lúc này sẽ quay sang tìm những mục tiêu rẻ hơn sau khi họ đã chiêu mộ được Aaron Ramsey, Adrian Rabiot, Gianluigi Buffon theo dạng chuyển nhượng tự do, cũng như Luca Pellegrini với giá 19,8 triệu bảng từ AS Roma và Mary Demiral với giá 16,2 triệu bảng từ Sassuolo. Real Madrid được cho là có khả năng mua Pogba nhưng họ cần phải bán bớt cầu thủ để có thêm ngân quỹ chuyển nhượng. Gareth Bale, Isco, James Rodriguez, Kylian Navas, Lucas Vazquez và Mariano Diaz chính là những cầu thủ Real Madrid muốn thanh lý trong mùa hè này.
huấn luyện viên Zidane rất muốn có sự phục vụ của Pogba và sẽ cố gắng thuyết phục ban lãnh đạo Real Madrid đưa tiền vệ người Pháp về Bernabeu trong mùa hè này. MU theo đuổi Ruben Dias. Theo tờ The Sun Anh, MU đã gõ cửa câu lạc bộ Benfica để hỏi về trường hợp của trung vệ Ruben Dias. MU từ lâu đã để mắt đến cầu thủ 22 tuổi người Bồ Đào Nha này. MU đã hỏi Benfica rằng họ có thể chiêu mộ Dias với mức giá thấp hơn 60 triệu bảng hay không. Tuy nhiên Benfica đã khẳng định rằng MU phải trả đúng khoản tiền trên. Được biết, điều khoản giải phóng hợp đồng của Dias là 60 triệu bảng. Cầu thủ 22 tuổi này còn hợp đồng với Benfica đến năm 2023. Benfica đang hy vọng có thể thuyết phục Dias ký vào bản hợp đồng mới để nâng mức giá bán cầu thủ này lên 80 triệu bảng. Dias đã thi đấu 55 trận ở mùa giải trước cho Benfica và ghi được 4 bàn thắng. Anh đã góp công lớn giúp Benfica giành được chức vô địch ở giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha mùa giải vừa qua. Juventus đặt thỏa thuận với Ajax về phí chuyển nhượng của De Ligt. Theo tờ báo của Hà Lan, The Telegraph, Juventus đã đạt thỏa thuận với Ajax về phí chuyển nhượng của trung vệ 19 tuổi, De Ligt. Như vậy, nhà đương kim vô địch Serie A sắp có được sự phục vụ của De Ligt khi mà trước đó, họ đã đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này. Juventus sẽ chi 70 triệu euro cộng với những khoản thưởng khác để chiêu mộ De Ligt. Ban đầu Juventus gửi đề nghị trị giá 50 triệu euro cho Ajax nhưng bị từ chối. Sau đó, bà đầm già đã quyết định đáp ứng yêu cầu của Ajax về mức giá cho De Ligt. Dự kiến vào tuần sau, Juventus sẽ chính thức công bố việc chiêu mộ thành công hậu vệ người Hà Lan. De Ligt sẽ ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với Juventus và nhận mức lương là 14 triệu euro trên năm. Với giá 70 triệu euro, De Ligt cũng sẽ trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử Serie A. Anh cũng là hậu vệ đắt giá thứ 3 thế giới sau Van Dijk 90 triệu euro và Lucas Hernandez 80 triệu euro. MU và Inter Milan bất đồng về giá cả của Lukaku. Theo Sky Sports, MU và Inter Milan đã bất đồng về giá cả của tiền đạo Romelu Lukaku. Chân sút người Bỉ đã được liên hệ chuyển sang Inter Milan trong mùa hè này. MU đã yêu cầu Inter Milan bỏ ra số tiền nhiều hơn 79 triệu bảng mà Quỷ Đỏ đã tiêu tốn để mua chân sút người Bỉ từ Everton. Thậm chí dù Inter có chi 79 triệu bảng thì Quỷ Đỏ cũng sẽ không chấp nhận khi mà giá chuyển nhượng chung trên thị trường chuyển nhượng đã tăng lên rất nhiều và họ tin rằng mức giá hiện tại của Lukaku là hơn 79 triệu bảng. Piero Ausilio, giám đốc thể thao của Inter Milan, đã gặp quan chức của MU để thảo luận về tương lai của Lukaku. Inter Milan lo ngại rằng họ khó có thể đáp ứng được yêu cầu về mức giá mà MU yêu cầu. Đội bóng của Italy sẽ phải bán Mauro Icardi để có tiền mua Lukaku. Tuy nhiên vẫn chưa có đề nghị nào gửi đến cho tiền đạo người Argentina. Inter cũng gặp khó khăn trong việc thanh lý những cầu thủ như Joao Mario, Dan Berhtmann và Rafa Nainggolan. Paris Saint-Germain từ chối đề nghị đổi 3 cầu thủ lấy Neymar của Barcelona. Theo tờ Bild Đức, Barcelona đã đề nghị đổi 3 trong số 4 cầu thủ là Dembele, Coutinho, Umtiti và Semedo để đổi lấy sự phục vụ của Neymar. Tuy nhiên Paris Saint-Germain đã từ chối đề nghị này vì cho rằng mức lương của 3 cầu thủ trong số những cái tên nêu trên gộp lại còn hơn cả lương của Neymar. Hiện tại Barca đang rất muốn đưa Neymar trở lại Camp Nou sau khi đã chiêu mộ được Griezmann. Mặc dù vậy, Paris Saint-Germain sẽ không để cầu thủ người Brazil ra đi với con số ít hơn 222 triệu euro mà họ đã bỏ ra để đưa ngôi sao này về Ligue 1. Sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng Griezmann, Barca không muốn chi quá nhiều tiền để chiêu mộ Neymar. Trong khi đó, đội bóng xứ Catalonia vẫn còn những vị trí khác cần tăng cường như hậu vệ trái, trung vệ và hậu vệ phải. Trong khi đó, tờ Viro Anh cho biết Paris Saint-Germain muốn Barca đưa trung vệ Clement Lenglet vào vụ chuyển nhượng của Neymar. Paris Saint-Germain quan tâm Lenglet hơn cả Philippe Coutinho và Ousmane Dembele. MU cử tuyển trạch viên sang Brazil để ngắm trò Everton Sport. Theo tờ Viro Anh, MU đã cử tuyển trạch viên sang Brazil để ngắm trò tài năng trẻ Everton Sport. Tiền đạo 23 tuổi này đã góp công lớn giúp Brazil vô địch Copa America 2019. Trong đó, Everton Sport đã ghi một bàn thắng ở trận chung kết. Khi Brazil đánh bại Peru với tỷ số 3-1, bàn thắng đó đã giúp Everton đoạt giải vô phá lưới Copa America. Sau giải đấu này, Everton đã quay về thi đấu cho câu lạc bộ Grêmio của Brazil. Anh đã ghi một bàn thắng trong trận hòa 1-1 của Grêmio trước Bahia ở Cúp Quốc gia Brazil vào ngày 11 tháng 7 vừa qua. Các tuyển trạch viên của MU đã có mặt ở trận đấu này để theo dõi Everton. Bayern Munich, AC Milan và Paris Saint-Germain cũng rất quan tâm tới Everton và người ta tin rằng việc cầu thủ này sang châu Âu thi đấu chỉ là vấn đề thời gian.
Everton đá trận ra mắt cho Grêmio vào năm 2014, anh đã ghi được 49 bàn thắng trong 210 lần ra sân cho câu lạc bộ của Brazil. Cầu thủ này có điều khoản giải phóng hợp đồng là 80 triệu euro. Công Phượng đã đến Bỉ, kiểm tra y tế vào hôm nay. Sau hơn 12 tiếng di chuyển trên máy bay, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có mặt ở Bỉ. Trang Facebook của câu lạc bộ St. Truyền đã đăng tải bức hình tiền đạo Nguyễn Công Phượng tại sân bay Brussels, thủ đô của Bỉ. Như vậy sau hơn 12 tiếng di chuyển trên máy bay, cầu thủ Việt Nam đã có mặt ở châu Âu an toàn. Phía Hoàng Anh Gia Lai trước đó có chia sẻ rằng St. Truyền muốn Công Phượng sang Bỉ ngay lập tức để tiến hành kiểm tra y tế trước khi tập luyện cùng đội bóng. Họ muốn các tân binh sớm tập trung để có thể nhanh chóng thích ứng, qua đó bước vào tranh tài vòng đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Bỉ vào ngày 27 tháng 7 tới đây theo giờ địa phương. Được biết Công Phượng sẽ phải di chuyển bằng ô tô từ Brussels đến địa điểm đóng quân hiện tại của St. Truyền là sân VGN Stadion Beringen khoảng 100 cây số. Anh sẽ tiến hành kiểm tra y tế tại bệnh viện gần đó vào ngày hôm nay, thay vì ngày 15 tháng 7 như trước đó.